Xin chào anh Hòa ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test lọc Yamaha W2031A trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh. Đây đầu tiên mình sẽ test là hát chưa qua lọc trước. Đây mình mở cục đẩy lên. Đây bây giờ mình sẽ mở lọc lên. Mở lọc lên thì anh nhấn vào nút EQ. Đây mình đang chơi với cặp loa. Bên đây nó sẽ có một cái tem của siêu thị nhập. Bên đây là số seri. Đây là cổng ao. Và nó sẽ cắm xuống cục đẩy và cục in. Thì anh sẽ lấy tín hiệu buồn nha. Cảm ơn anh khách ở Biên Hòa, Đồng Nai đã ủng hộ Nhật Audio rất là nhiều. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu giao hàng cho anh. Rồi ok, chào anh.